chiều thứ ba nè. Đồ không cho nhìn thì thôi. À, mẹ mẹ đặt má đi sừng suốt mẹ cho quay. Mẹ đang bế má đi sừng nè. Lúc mẹ về nhà giờ mẹ bế má đi sừng, giờ má đi sừng thiếu thiếu rồi nè. Tóc đẹp không ngoại? Wednesday, July 21st, thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2015. Tối qua Madison ngủ cứ 2 tiếng dậy, 2 tiếng dậy khóc. Mà bú rồi không chịu bú. Bú chút xíu rồi ngủ. Rồi cái dậy khóc. Hôm nay thức thức đi để tối nay ngủ dậy. Oops. Nó địch tới nhà, mẹ không có địch nha. Con giả tạo đó ngoại, bú chơi thôi, bú tay chơi thôi, chứ cho bú bú mới bú lúc 6:30 xong nữa. Giờ là 7:50.